bạn Nấm và chị Yến Nhi có trò chơi gì chơi, cùng chơi với các bạn nào? Trên bàn của các bạn nha, có rất là nhiều con vật nha. Con vịt màu xanh này, con vịt màu vàng. À, và con vịt bơi hả? Con vịt này con vịt gì nhỉ? Con vịt bơi. À, con vịt bơi hả? Đây, chữ cái cũng rất nhiều nha. Nào mình cùng hát bảng chữ cái ABC cho các bạn nghe nào. Ok nha. À, chị Yến Nhi giặt búa thì chị Yến Nhi thắng, con thua rồi. Ờ, rồi chơi lại 1, 2, 3. Rồi hòa nhau lại. Rồi con đập chân. Bắn lại nào. Bắn từ từ. À, em biết thắng rồi. Bắn rồi. Này em bé nhặt ra nào. Em nắm nhặt là một con vịt hay con gì đó ra bên ô của con đi. Con nhặt ra, con để ra nào. Rồi, đúng rồi. Quá xuất sắc luôn nào. Kế tiếp. Chị Nhi thắng rồi. Chị Nhi được một con nữa nha. Hai bạn ấy đang chơi rất là vui đấy các bạn ạ. Ồ, em đã thắng rồi, Nấm thắng rồi. Nấm lấy một con vật gì con? Con Nấm lấy bông hả? Ồ, pha mì tôm hả? Chơi luôn, đợi mẹ 5 phút nha. Open your mouth. Để ra đây. Ôi trời ơi, ăn ghi thế luôn. Đói bụng quá, không cho mẹ ăn cùng với. À, con biết rồi. Ngon quá. Rồi con ăn đi, hai đứa ăn đi. Ngon không?
trên mặt em có con muỗi kìa. Đó, bên má đó, đuổi đuổi đi cho em, xua đi. Bên này, chưa đi. Rồi, đúng rồi. Ngon quá, nhờ. Thôi, mình chào tạm biệt các bạn đi để mình ăn mì tiếp ha. Các bạn ấy đang mãi ăn các bạn ạ. Ăn bất chấp luôn, ăn bất chấp mọi thời đại luôn. Không quan tâm gì tới. Con đưa lắm, con thấy cả các bạn. Bây giờ bạn nấm không biết dùng đũa nhưng cũng kèo khí thế luôn. Đó, ôi giời, ngon thế nhở. Mình đang quay mà, mình đang quay video cho các bạn xem như thế. Ô, này cao hết rồi. Ồ, ngon nhờ. Ô, chị Yến thì ăn nhờ. Trời ơi, hai bạn ấy không thèm dùng đũa luôn, bốc luôn. Quá ngon luôn á. Các bạn bây giờ bạn nào muốn ăn ngon thì hãy nhìn hai bạn ăn nhá. Tạm biệt các bạn nhé.